Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử MC, biên tập viên Vân Anh. Biên tập viên Vân Anh là gương mặt quen thuộc với người dân cả nước. Cô chuyên giữ sóng bản tin thời sự vào khung giờ vàng 19 giờ của đài truyền hình Việt Nam. Cô nổi tiếng với gương mặt hiền lành, phúc hậu, phong thái tự tin, thông minh và ứng xử linh hoạt. Cô rời VTV vào năm 2016, nhưng vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Tiểu sử biên tập viên Vân Anh. Tên thật: Nguyễn Trần Vân Anh. Năm sinh: 1975. Biên tập viên Vân Anh là cựu biên tập viên gạo cội, với lối dẫn tự tin, điềm tĩnh, chuyên xuất hiện trong các tin tức, bản tin thời sự của đài truyền hình Việt Nam. Biên tập viên Vân Anh là một biên tập viên tài năng của VTV. Cô được nhận xét là người dễ gần, giỏi giang, xinh đẹp và luôn làm việc với tất cả sự đam mê. Không chỉ dừng lại ở khả năng dẫn chương trình lưu loát, tự tin, cô còn nổi tiếng với tông giọng ấm áp đi vào lòng người. Vì có đời tư khá kín tiếng, nên những thông tin về tiểu sử biên tập viên Vân Anh khá hiếm hoi. MC Vân Anh đã có 20 năm gắn bó với đài truyền hình Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2006, nữ MC đột ngột nói lời chia tay đài truyền hình Việt Nam và lui về phía sau chăm lo cho gia đình và cuộc sống riêng. Quyết định bất ngờ của cô khiến rất nhiều đồng nghiệp và khán giả thực sự nuối tiếc. Cô là tấm gương sáng cho các thế hệ biên tập viên của VTV noi theo. Chia sẻ lý do chia tay với VTV, nữ biên tập viên xinh đẹp chia sẻ, cô muốn tạm gác lại những đam mê với nghề biên tập và tập trung vào chăm sóc gia đình sau hàng chục năm với bộn bề công việc. Chồng biên tập viên Vân Anh là ai? Khán giả đã hết sức bất ngờ khi biết người luôn đồng hành với Vân Anh VTV là phó giáo sư, thạc sĩ Nguyễn Văn Thạch. Đây là nhân vật tài năng và cực kỳ nổi tiếng trong giới y khoa. Chồng biên tập viên Vân Anh từng giữ chức vụ phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức và được mệnh danh là bác sĩ tài năng của bàn tay vàng. Ông nhận được bằng khen từ chính Bộ trưởng Bộ Y tế. Chồng của biên tập viên Vân Anh được nữ MC nhận xét là luôn thấu hiểu, chia sẻ những buồn vui cả trong công việc lẫn chuyện gia đình. Tuy cách nhau 21 tuổi, nhưng không vì vậy mà cả hai gặp vấn đề về khoảng cách tuổi tác. Chồng biên tập viên Vân Anh luôn thông cảm với công việc của vợ và cả hai luôn chắc chiêu thời gian cùng nhau chăm con và vun đắp tổ ấm. Sau khi lui khỏi ánh hào quang truyền hình, cô tập trung chăm sóc con trai và thường xuyên đi du lịch với ông xã. Những hình ảnh hạnh phúc trong những chuyến du lịch trong và ngoài nước được cô đăng tải trên trang cá nhân. Có thể thấy cuộc sống của nữ MC đình đám một thời đang rất viên mãn và hạnh phúc. Sự nuối tiếc của khán giả và đồng nghiệp dành cho biên tập viên Vân Anh khi cô quyết định chia tay VTV là không nhỏ. Cô là một trong những MC tên tuổi, có sức ảnh hưởng nhất được đông đảo khán giả yêu thích. Tuy nhiên, nhìn lại chúng ta có thể hiểu được quyết định ngày đó của nữ MC. Hiện tại nữ MC đang rất hạnh phúc bên gia đình và trở thành một bà nội trợ, một người mẹ như bao người phụ nữ Việt khác. Cuộc sống sau khi chia tay VTV của biên tập viên Vân Anh. Quyết định chia tay với VTV, biên tập viên Vân Anh tập trung vào chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Biên tập viên Vân Anh đã từng chia sẻ rằng, cô luôn cảm thấy có lỗi với hai con, bởi công việc quá bận rộn, cô không có thời gian chơi và chia sẻ mọi vấn đề với con. Cô luôn thèm những khoảng thời gian bên các con. Tuy nhiên, do đời sống riêng tư quá kín kẽ, hầu như cô không xuất hiện trên mạng xã hội, nên nữ MC đã có không ít tin đồn. Thậm chí từng có tin đồn về đám tang biên tập viên Vân Anh, tin đồn về ly hôn. Tất cả đều là tin đồn vô căn cứ, thực tế cô vẫn sống hạnh phúc với ông xã và con. Với tính chất công việc của một biên tập viên, cô cực kỳ bận rộn với hàng loạt lịch trình dày đặc. Để có thể đạt được thành công trong sự nghiệp, không thể không nhắc đến chồng của biên tập viên Vân Anh. Đời tư của nữ biên tập viên hầu như được giấu kín, cô rất ít khi đề cập đến ông xã trong các bài phỏng vấn. Biên tập viên Vân Anh và chồng không bao giờ xuất hiện trên truyền thông, khiến nhiều khán giả rất tò mò về đấng lang quân của nữ MC xinh đẹp, khí chất này. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.